Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với channel của Seven Dudes ha. Hôm nay ngày Mother's Day, em chúc mọi người có một ngày lễ mẹ luôn hạnh phúc với gia đình. Chúc những bà mẹ, bà cô, bà bác và những anh chị, những chị làm mẹ có một ngày vui vẻ, luôn trẻ đẹp ha, hạnh phúc với gia đình. Ngày hôm nay em đi ăn buffet, dắt má đi ăn buffet nha mọi người nhé. Thì đây là những cái quán trái cây, hàng trái cây nha. Thì em đi một vòng cho mọi người coi nha. Thì đây là những cái hàng trái cây nha mọi người. Rau câu, chuối thơm. Này, mời mọi người nha. Rồi đáng lẽ mình phải đi vô cái những món mặn trước, nhưng mà thôi, vừa vô đây là thấy cái này là thấy thèm rồi, cho nên em quay cho mọi người liền luôn đó. Đây là những cái phần trái cây. Có quýt, có nhãn, có rong biển ha. Ngon quá mọi người ơi. Đây là những cái món ăn đông lạnh nha mọi người. Cái này hình như là măng thì phải. Còn đây là chân gà. Ngon quá. Cái cô bỏ vô ngon quá cô ơi. Đây là kim chi, đồ chua nha mọi người. Và đây là cái quán salad. Những cái salad rau, salad. Đây là những cái đồ chấm nha mọi người. Đây, ăn sushi thì phải có wasabi với lại gừng đó mọi người. Chấm với nước tương nha mọi người nha. Còn đây là cái cá hồi họ cuốn bằng tay với rong biển nha mọi người. Đây là những món sushi. Đây là cái quán làm mango đi em biết. Rồi đây là cái của em nha mọi người, đi em bắt đầu đi lấy đồ ăn nha. Trong cái dĩa này của em thì em có cái bell pepper, mushroom, với lại thịt bò nha mọi người, với hành tây. Đó. Rồi em đưa cho chú xào nha mọi người. Em bỏ thêm tỏi. Rồi em bỏ thêm miếng hành nha mọi người. Thank you.
em xin thêm miếng ớt. Rồi vậy thôi, em đem qua cho cái chú này chú xào nha mọi người. Is that mine? Thank you. Thank you. Đủ thứ đồ ăn đó mọi người ơi. Đây là những món ăn mặn nha mọi người. À, đây là tôm. Tôm với lại sốt marinade. À, mực xào, cải xanh xào, bò lúc lắc. À, tôm. Hai ăn ốc không nè. Ngon quá. Đây là cá hồi. Tôm rang muối, cua rang muối nha mọi người nha. Em mời mọi người nha, yummy quá đi. Rất ngon. Cô mới để lên thêm nè. Còn đây là những cái món chiên khoai lang nướng đó nè mọi người ơi. Ai ăn khoai lang nướng không nha? Chả giò, bánh cam, gà chiên, pizza,
bánh mì tỏi. À, cái bánh trứng này là bánh trứng này ăn tráng miệng nha mọi người. Tiếp tục nha. Bây giờ mình đi qua cái sốt chua ngọt nè. Còn cái kia là bơ đó mọi người. Đây là tôm lăn bột nha mọi người. Tôm lăn bột. Chicken nuggets. Hoành thánh chiên. Khoai tây chiên. Chuối. Ngào đường đó mọi người. Và đây là bắp. Những cái trái bắp đầy. Rồi tiếp sau đây, đây là những cái món canh nha mọi người. Đây là canh đậu hũ chua cay. Đậu hũ chua cay. Còn đây là canh cá viên. Cái cá viên này cũng ngon đó mọi người ơi. Còn đây là canh canh trứng với lại thịt đông lạnh cua giả đồ đó mọi người. Còn đây là cái súp đậu hũ của Nhật với rong biển. À cái này là hình như là cái sụng cá mập gì đó. Đây. Còn đây là bánh bao. Bánh bao tím. Đủ thứ. Xíu mại. Còn đây là cái khung cảnh của cái quán buffet nha mọi người. Đó, bây giờ còn sớm cho nên nó cũng không có đông lắm. Nhưng mà một hồi nữa buổi trưa thì nó đông hơn nha mọi người nha. Gia đình của má em thì ngồi bên đó đó. Em quên đây là một cái phần tráng miệng cũng không thiếu cho một cái buổi buffet nha mọi người. Đây là những cái chiếc bánh tráng miệng. Rồi em chia sẻ với mọi người một chút là một cái khung cảnh buffet cho ngày Mother's Day nha mọi người nha. Rồi em chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Seven Dudes. Có ai thích kênh làm ơn chia sẻ giùm cho em nha. Có những góp ý gì thì xin bình luận giùm cho em để cho em thêm cái động lực để làm thêm cái kênh của mình nó phát triển hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mọi người hãy cho em một cái like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho em nhé. Share cái video để mọi người biết thêm. Em cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công trong công việc của mình. Happy Mother's Day nha. Em xin chào mọi người nhé.